tiếng ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Thánh Thần đến đổi mới tôi tới Chúa, vì chính Thánh Thần là đấng mà chúng ta
tha thiết cầu nại xuống thánh hóa đức này. Lạy Chúa là Cha chi thanh từ mạnh nước tăng tề Chúa đã cho sự sống mới của con Chúa tuôn trào đến trong chúng con. Chúng con xin Chúa cùng Chúa quay nước và thánh thần Chúa coi như quy tụ thành một nhân viên tất cả những ai đã chịu thanh tề trong con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúng con xin Chúa cùng Chúa. Chúa ban thánh thần của tình yêu vào lòng chúng con đến người giải thoát ban tình an và biên đôi chúng con nên suy ra tin mừng của Chúa. Chúng con xin Chúa cùng Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã gọi tôi tới Chúa để chỉ ý biết thánh tẩy trong thương tiên của hội thánh. Nhưng mầu nhiệm nước thánh này xin Chúa chúc lành cho tôi tớ nam nữ của Chúa và ban ơn tái sinh mời thánh thần để họ được sống muôn đời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, cùng với người dựng tòng chúng ta tuyên dương đức tin của bí tích thánh tẩy mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Gọi là nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Anh chị em có tin vị Thiên Chúa là Cha toàn năng tự tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin vị Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa cho chúng ta xin bởi Đức Thánh Nữ Maria đã chịu khổ hình và mai táng đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh công công, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?
giờ đây chúng ta bước vào thành bên. Người thương luôn ban cho bạn an bình hân hoan sướng vui, vì đây bao nhiêu phung lòng chứa tràn suốt trong một đời. Bạn ơi cùng lau tay bạn. Bài chức sắc các vua quyển thứ hai. Một ngày nọ, Elise đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: "Tôi biết rằng người thường chọn nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn để mỗi khi đến, ông ở đó." Một ngày nọ, Elise đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói: "Bà muốn chúng tôi làm gì cho bà?" Giê-rê nói rằng: "Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con và chồng bà đã già." Elise bảo gọi bà ta, nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa. Ông nói với bà rằng: "Năm tới cũng vào thời kỳ này, nếu thời gian cũng trôi qua bình thường, bà sẽ mang thai một con trai." Đó là lời Chúa. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết với Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Đức Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết với tội lỗi của chết với tội lỗi nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô của chúng ta. Đó là lời Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy, và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy, và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri, và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, anh chị Phêrô và Maria thân mến, ta phải hiểu lời Chúa như thế nào khi Chúa nói kẻ nào yêu đến cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng là môn đệ của thầy. Ở đây không phải là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta coi thường tình cảm
cha mẹ, gia đình. Nhưng ở đây Chúa Giêsu muốn căn dặn chúng ta một điều là trong thang bậc của tình yêu, trước tiên là chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Và tình yêu đối với Thiên Chúa sẽ là nền tảng cho tình yêu gia đình, cho tất cả mọi tình yêu khác. Bởi lẽ nếu chúng ta đặt tình yêu gia đình trên tình yêu Thiên Chúa, sẽ có nguy cơ là chúng ta đi sai mục đích của Chúa. Ta có thể suy nghĩ trong đời sống xã hội, một người làm việc mà chỉ nghĩ đến gia đình, không nghĩ đến công ích, không nghĩ đến việc lớn hơn. Một người làm việc trong giáo xứ chỉ nghĩ đến cá nhân và không nghĩ đến lợi ích chung của giáo xứ, thì có nguy cơ là sẽ làm hại giáo xứ hơn là làm đem lại ích lợi. Cái điều đó thì chúng ta thấy được rằng tình yêu nếu chỉ dành cho gia đình mà loại trừ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống, thì ta có nguy cơ là chúng ta sẽ khó chu toàn bộ phận của một Kitô hữu đúng nghĩa. Cho nên ở đây Chúa Giêsu muốn nói đến cái tình yêu Thiên Chúa là nền tảng, và từ tình yêu của Chúa sẽ là bắt nguồn cho chúng ta đến với tình yêu gia đình. Sự chung thủy của vợ chồng là sự chung thủy của Đức Kitô với Hội Thánh. Bí tích hôn nhân dựa trên nền tảng Chúa Giêsu và Hội Thánh, để chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi Hội Thánh. Và từ sự chung thủy này dẫn đến là sự chung thủy trong tình yêu vợ chồng, trong đời sống hôn nhân. Chúng ta biết anh Louis và chị Maria. Anh Louis là một người muốn đi tu trong cái thời xưa vào thế kỷ thứ 19. Nhưng khi vô xin nhập trường tu thì thấy rằng anh còn yếu về ngôn ngữ Latin, trên bảo anh về nhà chịu khó học môn Latin trước rồi xin vào dòng. Còn chị Maria thì xin vào một dòng nữ, nhưng bề trên nhận thấy là chị này khó để mà đi tu được, cho nên bảo thôi chị về nhà sống cuộc sống gia đình có lẽ có ích lợi hơn. Và trong khoảng thời gian đó, không hiểu làm sao hai người quen nhau và kết hôn với nhau, sinh được 9 người con. 4 người con đầu bị chết, 5 người con thứ sau, 5 người con sau, tất cả đều vào dòng đi tu. Và người con cuối cùng là ai? Là Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Như thế thì chúng ta thấy rằng không phải là chúng ta đi tu để làm việc cho Chúa là tốt hơn là chúng ta lập gia đình. Không hẳn như thế. Trong bất kỳ ơn gọi nào trước mặt Thiên Chúa đều là phẩm giá cao quý của là những người con của Thiên Chúa. Cho nên cái câu chuyện vừa rồi để nói rằng hai người cùng xin vô dòng đi tu mà không được, cuối cùng về nhà lập gia đình thì lại để con cái của mình, 5 đứa con đều đi tu cả, và trong đó có một vị thánh Teresa hài đồng Giêsu. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng hiểu được lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu hơn nhiều ai yêu cha mẹ hơn thầy không xứng đáng là môn đệ của thầy là như vậy. Vì thế trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, chúng ta cần phải có ơn của Chúa, và trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, chúng ta cần phải có tình yêu. Một đời sống không có tình yêu sẽ dẫn đến chúng ta chán nản, thất vọng. Và đặc biệt trong đời sống gia đình, chúng ta phải đặt nền tảng trên tình yêu.
Bởi lẽ nếu vợ chồng cha mẹ con cái không còn yêu thương nhau nữa thì có nguy cơ là đời sống gia đình là một gánh nặng. Trong bất cứ công ăn việc làm nào, nếu chúng ta không đặt tình yêu vào đó, người ta nói rằng trước khi yêu nhau thì người ta mở mắt to ra để làm gì? Để thấy được những khuyết điểm của nhau. Nhưng khi đã lấy nhau rồi thì xin chúng ta nhắm mắt lại để chúng ta không còn thấy được những khuyết điểm đó, để chúng ta quảng đại và tha thứ. Chúng ta xem phim tình cảm trên màn ảnh truyền hình, và trong đời sống hàng ngày, tôi hỏi các bạn trẻ, khi bạn trẻ hôn nhau, bạn trẻ mở mắt hay là nhắm mắt? Nhắm mắt, thưa quý ông bà anh chị em, nhắm mắt để không còn thấy những sự khác biệt, những cái khuyết điểm của người mình yêu. Đó là điều cần thiết và quan trọng trong đời sống gia đình. Cho nên vì thế, khi chúng ta cầu nguyện cho bất cứ một đôi tân hôn nào, chúng ta luôn cầu nguyện cho họ để họ được giữ mãi cái tình yêu thuở ban đầu. Dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến trong tương lai, còn tình yêu còn chung thủy là còn hạnh phúc. Còn tình yêu còn chung thủy là còn sống chung với nhau. Đừng bao giờ nghĩ đến cái sự ly hôn hay ly dị. Người kia tôi hữu chúng ta không có cái động từ đó trong đời sống hôn nhân và gia đình. Vì thế chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho anh Phêrô và chị Maria trong bí tích hôn nhân mà anh chị sẽ kết ứng sau đây. Như ô liu xanh dần, trời non đang lớn, Chúa thương chở che. Em là Maria Nguyễn Thị Thu Nhi, nhận anh Phêrô để con trực chung làm chồng với em, và hứa giữ lòng chung thủy với anh, không trực chuộc những thứ rất gian nan khi mặc khỏe những thứ rất đau yếu, để yêu thương và đau lòng anh mọi người. Anh Phêrô xin anh hãy nhận chức trách này là giữa sự tình thương và lòng trung thực của em, nhân dân cha và con. Chúa phúc cho những ai